Vợ chồng này đã nhiễm HIV nhiều năm nay. Nhờ cán bộ y tế thành phố Cần Thơ tư vấn và điều trị sớm bằng thuốc ARV, nên đến nay sức khỏe của cả hai đều phát triển tốt, tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện. Càng hạnh phúc hơn khi hai đứa con của anh chị chào đời mà không mang căn bệnh thế kỷ. Cứ uống thuốc đều đặn mỗi ngày, đừng bỏ cửa nào hết. Sanh con ra, xét nghiệm tới 18 tháng, xét nghiệm là bé không bị gì hết. Và lúc đó là gia đình rất là vui, hạnh phúc lắm. Niềm vui ấy đã xóa dần sự kỳ thị của cộng đồng về căn bệnh HIV/AIDS. Tính đến năm 2018, số người nhiễm HIV còn sống ở nước ta là khoảng 210.000 người. Trong đó hơn 91% số người điều trị đều có tải lượng HIV dưới ngưỡng phát hiện, tức là không có khả năng lây nhiễm sang bạn tình khi quan hệ tình dục. Có những cái bệnh nhân trước đây người ta chỉ còn có da bọc xương, mà khi đó mà tới mình đã điều trị, bây giờ người ta sống khỏe mạnh. Có những bệnh nhân mà đã điều trị hai mấy ba chục năm nay. Hiện nay y học vẫn chưa thể chữa khỏi căn bệnh HIV/AIDS mà chỉ làm chậm quá trình phát triển của virus bằng thuốc ARV. Nếu tuân thủ điều trị tốt thì hệ miễn dịch của người bệnh sẽ không bị ảnh hưởng và nguy cơ mắc các bệnh cơ hội cũng được giảm mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam bằng việc đầu tư nguồn lực vào hai khu vực ưu tiên, đó là phía Bắc và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh lân cận. Hai khu vực này chiếm đến 51% dịch HIV/AIDS ở Việt Nam. Qua đó, Việt Nam có thể trở thành nước đầu tiên có dịch HIV tập trung, đạt được mục tiêu 90-90-90. Nhiễm HIV không phải là hết. Người bệnh có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí sinh con nếu được điều trị đúng cách. Do đó, xã hội cần thay đổi quan điểm về căn bệnh HIV/AIDS để người nhiễm được chăm sóc sức khỏe tốt và cống hiến.